Shop máy tính Phạm Dũng giới thiệu cho các bạn mắt camera Jaguar 5M. Mã camera mà mình giới thiệu cho các bạn đây, shop máy tính Phạm Dũng giới thiệu cho các bạn nhé, đó là camera Jaguar này, dòng HD CVI. Đấy, mã là HFW1500DP S2. Thông số của nó là quan sát hồng ngoại được 80m các bạn, độ phân giải là 5m, 360 mini. Đấy, IR ULED camera có tính năng tự động bù sáng này. Đấy, dòng này thì mình đánh giá là rất là tốt. Bây giờ mình sẽ mở hộp để cho các bạn xem bên trong nhé. Đấy, đây bên trong của cam thì nó chỉ có thế này thôi, đi kèm chúng ta có ốc vít và nở nhé. Con này mắt hồng ngoại các bạn. Đằng trước này có mắt cam và hai mắt hồng ngoại đây. Cái này chúng ta có thể xoáy ra để đưa ra đưa vào được nhé. Đây, mã của máy đây. Các bạn quan tâm sản phẩm này thì có thể liên hệ với shop máy tính Phạm Dũng, số điện thoại 0975723045 nhé. Đây, dòng cam này thì rất là led luôn. Okay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.